Xin chào tất cả các em học sinh. Có lẽ là một cái tin vừa mừng vừa lo, đó là cái quyết định trở lại trường học trực tiếp từ mùng 6 tháng 12 năm 2021 của thành phố Hà Nội nói riêng và rất nhiều các tỉnh thành nói chung. Thế thì có lẽ là trong cái thời gian quá dài chúng ta phải học online thì rất nhiều bạn đã quên rất nhiều thứ. Thế thì chuẩn bị cho một cái giai đoạn học hiệu quả offline thì thầy Toản hôm nay sẽ hướng dẫn chúng ta cách sử dụng và phân biệt một số dụng cụ học tập để chúng ta không bị nhầm lẫn, đặc biệt là học cho nó hiệu quả. Có lẽ trong giai đoạn học online chúng ta đã học chủ yếu là máy tính, điện thoại hoặc là iPad. Đó, thế thì cũng chỉ quen với chuột và các ngón tay thôi. Chuột phải, chuột trái, ngón tay. Thế thì rất là nhiều bạn là đang rất là lo sợ là mấy nữa kiểm tra vở ghi thì mình báo cáo như thế nào. Bởi vì là có bạn thì ghi ra nháp, nhưng buồn hơn là có một số bạn là chẳng ghi gì cả. Mà bây giờ chúng ta ghi nội dung của cả một học kỳ là một rất là vất vả. Hy vọng các bạn sẽ được ân xá của các thầy cô. Nhưng quan trọng hơn nữa là tiếp tục chúng ta học tập như thế nào. Vậy hôm nay chúng ta sẽ trao đổi một số cái dụng cụ. Trước tiên là cái máy tính cầm tay. Chắc là không phải lo, máy tính cầm tay không phải nhắc nhiều. Bởi vì học online hay offline chúng ta đều biết. Đúng không? Một anh nữa, thước. Rất nhiều bạn đã dùng tay, nhưng mà đây là thước của giáo viên. Thước của học sinh nó cũng kiểu như thế này. Chúng ta vẽ hình cái thứ thì phải dùng đến thước. Thì phân biệt thước thì rất là rõ. Nó là một cái thanh thẳng thôi, rất là tiết diện đều, đúng không? Có thể vẽ thành đường tàng, cái này cũng không khó. Nhưng cái điều thầy lo lắng nhất có lẽ là cái sự quên cái hình ảnh, không biết đâu là sách, đâu là vở. Giới thiệu với các em, đây là quyển vở. Đây là cái quyển vở mà chúng ta có thể viết ở đây, dùng bút để viết mực lên. Có những anh là chữ in thì không là vở. Đây là vở nhá, có thể là nhiều trang, 320 trang, vân vân, 200 trang. Đây là quyển vở, có kẻ. Nhưng phải biết đây là quyển sách. Rất nhiều bạn không biết đây là quyển sách. Sách giáo khoa vật lý đấy nhá. Lớp 10, hình ảnh của nó như này, sách cơ bản. Bên trong chữ in, đây là quyển sách, sách giáo khoa. Cũng chưa khó bằng việc là phát hiện đấy là bút và cách cầm bút như thế nào. Và để cho chúng ta làm quen với các loại, tức là phải biết đấy là bút, thì thầy Toản đã chuẩn bị một loạt bút này. Đây là các loại bút. Các loại bút chúng ta có thể sử dụng trong quá trình học tập. Bút bi này. Đây là mực bút bi. Bút bi này. Rất nhiều, chủ yếu là bút bi. Trong đây có cái loại bút cũng là đầu bi, nhưng bên trong là mực. Tóm lại chúng ta phát hiện trong có ngòi, đây là bút. Trong có ngòi, đây là bút. Đây là những cái... các loại bút có thể sử dụng trong quá trình chúng ta đi học. Và nhớ mang bút này đi đến lớp kèm theo sách và vở nha. Nhớ mang bút kèm theo sách và vở. Đây cũng là một số cái loại bút rất là đa dạng. Bút nào viết nó gây ra mực là được. Nhưng có một anh rất dễ bị nhầm. Đây là cái bút chỉ. Đây là cái bút chỉ chứ không phải là bút. Phải, nó cũng phải ngòi. Ngòi, đúng không? Nhưng mà lại cái điều lo lắng nữa, ta cầm bút như thế nào? Nhớ là cách cầm bút nhá. Đấy, ba ngón tay viết, đấy, ba ngón tay cầm bút cho nó chuẩn. Và nhớ là bấm cho ngòi bút nó lòi ra nhá. Nhớ là cầm cho ngòi bút nó lòi ra. Nhưng người ta hay nói cầm bút tay nào, hầu hết là học sinh Việt Nam sẽ cầm bút tay phải. Vậy câu chuyện là tay phải đâu? Hai bàn tay, đây là tay phải, đâu là tay trái? Cái này là câu hỏi dành cho chúng ta. Phải cầm bút tay phải để thuận viết theo cái quy luật viết của người Việt Nam chúng ta. Hầu hết người Việt Nam là viết tay phải. Nhưng phân biệt đâu là tay phải, đâu là tay trái thì trước khi đi học, cách một ngày ngồi ngẫm cho thầy đâu là tay phải, đâu là tay trái. Thầy gợi ý, có một cách, nếu chúng ta thường xuyên cầm chuột ở nhà, cầm chuột, hai ngón tay này, nhất là những bạn chơi game, có thể định nghĩa tay phải tay trái nó rất khó khăn. Tay phải tay trái như thế nào trong không gian rất là khó. Cô bảo đây là tay phải thì chấp nhận tay phải, nhưng cô bảo đây là tay trái thì là tay trái. Đây là tay phải. Nhưng cách chúng ta này, có hai ngón này, ngón trỏ, ngón giữa này. Ngón mà cứ bảo chuột trái, chuột trái, chuột trái này. Bảo chuột trái thì ấn ngay ngón trỏ, chuột phải ấn ngay ngón giữa. Và sau này chúng ta phân biệt
trỏ thì trái, mà giữa thì tay phải. Nhớ là tay, ngón tay giữa này chúng ta sẽ cầm bút. Chúc các bạn đến trường với những cái thời gian học tập rất là hiệu quả và hòa đồng. Đặc biệt là chúng ta đảm bảo khâu an toàn khi đến trường. Đó là gì? Đó là bịt khẩu trang, đủ khoảng cách, hạn chế tụ tập đông người. Và chúng ta phải khử khuẩn thường xuyên, không tụ tập đông người sau giờ học. Chúc chúng ta có thời gian học tập an toàn, hiệu quả và vượt qua các kỳ thi để đạt kết quả tốt nhất trong năm học 2021-2022. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.